Tôi mời... chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. 3 quy tắc vàng của Ten Hag. MU chiêu mộ Alvarez, Minze đồng ý tới MU. MU đón 3 cú hích trước loạt trận quan trọng và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chiêu mộ Alvarez, Minze đồng ý tới MU. Edson Alvarez được cho là sẽ chuyển đến người hạng Anh vào đầu mùa giải năm nay, nhưng Ajax đã cố gắng giữ chân anh. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi khi mùa bóng này khép lại. Một báo cáo từ FIFA tuyên bố rằng MU có thể xem xét đề nghị khoảng 50 triệu euro cho tuyển thủ Mexico. Edson Alvarez là một tiền vệ phòng ngự và cũng có thể chơi như một trung vệ. Anh sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho quỷ đỏ bởi sự đa năng khi có thể đá cặp với Casemiro hoặc có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, ấn bản mới nhất của Ineo Matteo khẳng định Minze đã chấp nhận chuyển đến đầu quân cho MU vào mùa hè tới. Và ở chiều hướng ngược lại, đội chủ sân Old Trafford cũng đã thông báo với phía Napoli rằng họ sẵn sàng chi trả toàn bộ 56 triệu euro trong điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao này. Tất nhiên, vẫn chưa rõ tính xác thực của thông tin kể trên, nhưng MU thực sự đang đứng trước cơ hội lớn để có được chữ ký của Minze. Madrid với việc Napoli không thể cản bước trung vệ người Hàn Quốc vì điều khoản giải phóng hợp đồng, MU hiện chỉ cần thuyết phục Minze chuyển đến chơi bóng tại Old Trafford. Điểm cộng của thương vụ là Eric Ten Hag đã làm việc với cầu thủ này trong thời gian ông làm huấn luyện viên của Ajax và Ten Hag biết rất rõ về điểm mạnh của tuyển thủ người Mexico. MU đón 3 cú hích trước loạt trận quan trọng. Cụ thể bộ đôi Macarapod và McTominay đều đã trở lại tập luyện trước các trận đấu cuối cùng của mùa giải. Rafford đã bỏ lỡ trận thắng vua vờ nhưng có vẻ như đã sẵn sàng cho trận đấu với Bân Mất tuần này. Đồng thời McTominay cũng sẽ trở lại sau hơn một tháng ngồi ngoài. Một tin vui khác là Rafael Varane được cho là khỏe mạnh và có mặt trong buổi tập sau khi bị đau. Trung vệ người Pháp vừa trở lại sân sau chấn thương trước vua vờ nhưng sớm được thay thế bằng Harry Maguire. Động thái này được mô tả là biện pháp phòng ngừa rủi ro. Sự trở lại của McTominay là một cú hích lớn. Erik Ten Hag phụ thuộc vào bộ đôi tiền vệ Casimiro và Christian Eriksen sau chấn thương của Marcel Sabitzer. Với một loạt trận đấu quan trọng có thể quyết định thành bại của mùa giải này, chắc chắn nhà cầm quân người Hà Lan cảm thấy hài lòng với tình hình lực lượng hiện tại. 3 quy tắc vàng của Ten Hag Erik Ten Hag đang dần định hình thành công mà ồ. Nhà cầm quân Hà Lan đã phải thay đổi đội bóng rất nhiều khi áp dụng 3 quy tắc nghiêm ngặt theo đó, cựu thuyền trưởng Azak được tiết lộ đưa ra sự điều chỉnh về luật lệ liên quan đến trang phục, giờ ăn của câu lạc bộ và thực hiện lệnh cấm sử dụng điện thoại di động ở một số nơi trên sân tập. Eric Ten Hag đã dán lên tường phòng thay đồ để nhắc nhở mọi người ngôi sao của MU. Ten Hag đã đặt ra các quy tắc trong phòng thay đồ, không đến muộn, không làm điều sai trái, luôn làm những gì có thể để giúp đỡ đồng đội của mình và đó là điều quan trọng. Đánh giá về sự khởi sắc của MU, Ten Hag càng tự tin về phương pháp quản lý do mình đặt ra, mở thử diễn ra tại El Trafford đang đi đúng hướng Ten Hag mong muốn. West Ham chốt De Lan 120 triệu bảng De hiện đang tiến gần đến 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng với West Ham và cầu thủ 24 tuổi không muốn gia hạn hợp đồng với bố tạ. Theo báo chí Anh, đội bóng thanh London có khả năng buộc phải bán đội trưởng của họ vào mùa hè này để tránh mất trắng. Hồi mùa hè năm ngoái, MU đã gửi tới West Ham lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng dành cho Delan Rai, nhưng bị búa tạ từ chối. Nếu quay lại thương vụ này, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh với hai đại gia thành London là Chelsea và Arsenal. Khảo thủ đã xác định Ray là mục tiêu hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, trong khi Chelsea đã theo đuổi tiền vệ người Anh từ lâu. Nhà báo Jim White của sport tiết lộ, West Ham muốn thu về 120 triệu bảng, cộng phụ phí mới chấp nhận nhà Ray. Theo Jim White, đó là lý do mà U thất bại trong việc lôi kéo cầu thủ 24 tuổi về Old Trafford dù đưa ra lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng. Dù vậy, mà không từ bỏ cơ hội sở hữu người Anh. Lý do là bởi ban lãnh đạo quỷ đỏ vẫn đang tiến hành thuyết phục West Ham chấp nhận con số thấp hơn 20 triệu bảng. Trong trường hợp xấu nhất thì mà vẫn sẽ vông ra số tiền mà West Ham yêu cầu. Harry Maguire sẽ trở về mái nhà xưa Harry Maguire đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất sự nghiệp anh đã không còn được đá chính thường xuyên kể từ khi MU chia mộ Lisandro Martinez và chỉ còn được ra sân ở những giải đấu cấp thấp. Nhiều nguồn tin quốc tế cho hay nếu tình cảnh hiện nay không thay đổi, McQuay sẽ tính đến chuyện chia tay MU ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Theo giờ dần, mái nhà xưa Leicester City có thể là điểm đến mà tuyển thủ Anh nên xem xét cân nhắc. Leicester City rất muốn đưa anh trở lại với bảy cáo dưới dạng cho mượn. Harry McQuay đã chia tay Leicester để gia nhập MU vào mùa hè 2019 với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng. Hậu vệ 30 tuổi đã trải qua những khoảng thời gian thành công ở Leicester City khi nơi đây là bệ phóng giúp anh khẳng định được tiếng tâm của bản thân. Hai lý do tại sao Radford có thể rời MU. Hợp đồng hiện tại của Marcus Radford sẽ hết hạn chỉ sau hơn một năm nữa. Radford được cho là sẽ ở lại MU. Anh cảm thấy hạnh phúc, cả đội thể hiện phong độ tuyệt vời và cậu bé vàng ngày nào giờ đã trưởng thành. Thế nhưng, Rafford trước đây thừa nhận có hai điều có thể buộc anh phải rời Old Trafford. Hay nói cách khác, Rafford có thể quay lưng lại với đội bóng nửa đỏ thanh man. Rafford tiết lộ vào năm 2011 rằng, mặc dù anh muốn giải nghệ trong màu áo quỷ đỏ, nhưng nếu câu lạc bộ lên kế hoạch tìm người thay thế, đồng thời không mang tới lối chơi phù hợp, anh sẽ ra đi. Cụ thể, Rafford tuyên bố, Tôi nghĩ tất nhiên là tôi muốn ở lại, nhưng trong bóng đá ngày nay, mọi thứ xảy ra một cách bất ngờ, bạn không bao giờ có thể chắc chắn 100%. Một là bạn sẽ bị thay thế và câu lạc bộ có thể muốn ký hợp đồng với ai đó khác. Hoặc có thể phong cách đó không còn phù hợp với bạn nữa. Có thể phong cách bóng đá đã thay đổi nên có nhiều thứ có thể thay đổi trong suốt thời gian 10 đến 15 năm. May mắn cho MU khi cả hai kịch bản mà Radford nhắc đến đều có khả năng không xảy ra ở thời điểm này. MU không muốn thay Radford, thay vào đó họ đang tập trung mọi nỗ lực vào việc trói buộc anh trong thời gian dài. Họ coi Radford là ngôi sao số 1. Và hơn lúc nào hết, Eric Ten xuất hiện giúp MU tạo nên một phong cách ấn tượng. Ở đó Radford là trung tâm và tiền đạo này ngày càng thể hiện phong độ xuất sắc. Hơn 30 bàn trên mọi đấu trường và cả cấp câu lạc bộ lấn tuyển quốc gia là thành tích cực tốt. Vấn đề là MU và Radford phải đạt được một thỏa thuận có thể làm hài lòng cả hai bên. MU không muốn trao mức lương quá cao làm phá vỡ cấu trúc trong phòng thay đồ. Nhưng Radford cho thấy anh xứng đáng có được một sự ngoại lệ. Nếu Radford kiên quyết, MU có thể phải nhượng bộ. Ryan từ bỏ Mbappe, Zidane chọn Juventus. Theo những thông tin mới nhất từ Marca, Real Madrid không cân nhắc ký hợp đồng với Kylian Mbappe trước mùa hè 2024. Lý do là bởi họ nghĩ Vinicius hoàn toàn xuất sắc ngang ngửa với tiền đạo người Pháp. Về phần mình, Mbappe gần như chắc chắn sẽ thi đấu cho đội chủ sân công viên các hoàng tử thêm một mùa giải nữa trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tương lai. Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ Fichazet, Nininji Zidane ưu tiên dẫn dắt Juventus ở mùa giải năm sau, chứ không phải PSG. Tuy nhiên quyết định sẽ phụ thuộc vào việc ba đầm già thành Turin có quyết định chia tay Marc Allegri để bổ nhiệm Zizou hay không. Mason Mao vẫn quyết rời Chelsea. Giờ San cho hay, bất kể Chelsea sẽ bổ nhiệm Pochettino làm huấn luyện viên trưởng dài hạn thì Mason Mao vẫn không đổi ý, quyết rời Sanfordic vào hè này. Đây là tin vui cho các đội bóng quan tâm tuyển thủ Anh như MU, Liverpool và Tottenham. Nguồn trên cho biết, Chelsea vẫn đang cố thuyết phục Mason Mount ký hợp đồng mới, nhưng mọi chuyện dậm chân tại chỗ. Do Mau chỉ còn một năm trong thỏa thuận hiện tại nên trường hợp Anh nhất quyết ra đi thì Chelsea buộc phải bán vào hè này nếu không muốn mất trắng. Pochettino được cho sẽ đến với Chelsea trong vài ngày tới. Cựu thuyền trưởng Tottenham đã từ chối 8 lời đề nghị trước khi gật đầu Chelsea. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!